Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây cắt cỏ nha. Cây cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Maruyama Beat Em. Cái Beat Em này là có nghĩa là được người tiêu dùng bình chọn đó các bạn. Cây Maruyama Beat Em này nó có cái tên riêng của nó là CBC320 nha các bạn. 320 nòng 38 ly. Và dung tích xi lanh nó là 32 cc. Với tầm làm vườn của mình rất là mạnh mẽ các bạn. Cái CBC320 nè. Tình trạng máy rất là đẹp các bạn. Còn rất là mới luôn ha. Dòng máy nắp xăng kính nha các bạn. Nắp xăng kính có lỗ thông hơi riêng ha. Đây lỗ thông hơi nó ở đây ha các bạn. Còn cái nắp nó không hề chảy xăng tí nào hết ha. Các bạn xem. Còn rất là đỉnh luôn, rất là đẹp ha. Các bạn quan sát cận xem nha. Rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy bồ nè. Rất là trắng ha, lòng rất là trắng đẹp luôn. Nó chạy một cái chế quạt khí quanh rồ ha các bạn. Chế quạt khí này chạy rất là ít ăn xăng luôn ha. Và rất là dễ sửa chữa ha. Chế quạt khí quanh rồ. Ở phía dưới lốc này nó có đóng made in xa băng luôn nha các bạn. Lốc này made in xa băng ha. Cho các bạn xem. Đấy. Made in xa băng ha. Đây nó mờ mồi ha. Để mình dễ khởi động. Chạy qua khí quanh rồ. Đây các bạn quan sát xem. Hệ thống tum nữa. Tum láp lốc máy nè. Rất là đẹp. Trắng kẹo. Rất là đẹp luôn. Ở đây nó có cái công tắc đây ha. Đây công tắc đây ha. Rất là đẹp luôn. Đấy. Tùm rời ha. Đây. Rất là đẹp. Đây nắm nè. Một dây đeo ha. Cụm này đây ha. Đây nắm phía trái. Đây nắm phía phải. Có tay ga. Rất là đẹp luôn. CBC 320 của Maruyama Beat Em. Cỏ nó đây ha. Cùi nó đây, cùi zin của nó đây. Đấy, cùi zin của nó các bạn. Rất là êm luôn. Để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Rồi đầu tiên máy nguội thì mình cũng bơm xăng ha các bạn. Bơm xăng đóng e. Đây e gió nó đây ha. Mình giật nó sặc lên một tiếng thì mình đóng mình mở e ra ha. Mình giật tiếp thì nó sẽ nổ luôn. Còn khi một khi nó đã nổ, nó đã lên xăng xong thì mình giật là nó nổ thôi. Khỏi cần phải bơm nữa ha. Này nó đã lên xăng rồi các bạn ha. Nha. Tắt ha. Nè, các bạn xem một dòng tua một nổ thôi ha. Một dòng tua một.
mình giới thiệu cái máy Maruyama BitM CBC320 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.